Hello, xin chào quý các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City. Hiện tại bây giờ Phú đang có mặt trên đường Nguyễn Ái Quốc. Cái hướng này là chúng ta đang đi từ trung tâm thành phố Biên Hòa, đi ngược về hướng Hố Nai. Các bạn, cái chỗ này vẫn đang là phường Tân Tiến và Tân Phong. Chỗ này người ta hay gọi là khu quân đội, khu Phúc Hải. Thì hôm nay Phú đưa quý vị các bạn đi vào cái chỗ này là thuộc giáo xứ Bình Hải quý vị. Chỗ này là hẻm 1715 giáo xứ Bình Hải. Đi vào trong này để xem thử là nhà thờ giáo xứ Bình Hải hôm nay đã chuẩn bị những gì để mừng lễ Chúa Giáng sinh hay chưa quý vị nhé. Nhà thờ giáo xứ Bình Hải thì mới xây dựng được khoảng cỡ 1-2 năm lại đây. Đây quý vị. Ô, chỗ này là cũng đã thấy là nhà thờ có trang trí cái đoạn này rồi, đẹp quá. Đây quý vị ơi. Đây này. Đó, ngay chỗ này là có răng một cái dàn điện rồi này. Tuyệt vời luôn. Đi thẳng vào hướng nhà thờ nhá. Cái này buổi tối mở đèn lên đẹp lắm quý vị, lung linh vô cùng. À, đây là phía trước nhà thờ này. Bên phía đài Đức Mẹ thì chưa thấy gì. Đây là mặt trước của nhà thờ giáo xứ Bình Hải. Phía bên này cũng thấy là nhà thờ người ta đang làm hàng đá. Đang làm hàng đá ở đây. Đang làm hàng đá như thế này. Chưa làm gì cả, chưa làm gì nhiều hết. Thì Phú nghĩ nhà thờ giáo xứ Bình Hải chắc chắn là cũng làm những bức tượng chuyển động. Xa xa thì cũng thấy là đang chuẩn bị những bức tượng chuyển động. Bên phía bên này là nhà mục vụ. Bây giờ Phú sẽ đi thẳng cái đường này ra quý vị nha. Bây giờ tôi sẽ đi thẳng cái đường này đi qua quý vị. Nhà thờ giáo xứ Bình Hải thì vẫn chưa làm gì hết, đang chuẩn bị thôi. Tôi thấy có làm cái khung hang đá thôi mà chưa được nhiều. Tiện thể đây thì tôi sẽ đi một đoạn trên con đường này để quý vị có thể nhìn ngắm lại khu dân cư ở đây, khu vực giáo xứ Bình Hải. Giáo xứ Bình Hải thì năm nay cũng mới đổi cha chánh xứ mới. Cha chánh xứ mới này thì hồi trước cũng là nguyên chánh xứ của giáo xứ Hòa Hiệp ở Hô Nai. Bây giờ ngài thiên chuyển về đây. Đây, trên con đường này thì thấy là người ta đã răng đèn rồi nè quý vị. Đã răng đèn trong xóm rồi nè. Đường xóm là người ta đã răng đèn rồi đấy quý vị. Đấy, nhiều khi nhà thờ chưa làm đâu, nhưng mà ở đường xóm á, là người ta đồng lòng với nhau. Người ta đã làm đèn hết rồi. Rất là đẹp. Thực ra thì cái này Phú nghĩ một gia đình đấy bỏ nhiều lắm là chỉ có 100.000 là cùng đấy, là răng đèn nguyên con xóm rất là đẹp. Nhưng mà quan trọng phải đồng lòng, không đồng lòng thì khó lắm quý vị. Đấy, nguyên con xóm này quý vị này, nguyên con xóm này là người ta đã răng đèn hết rồi từ ở ngoài đường vào. Wow, đẹp quá quý vị ơi. Đấy, cái này bữa nào mà đến ngày ấy, cũng sẽ đi vào đây quay vị xem, đẹp lắm. Này tối lên đèn đẹp lắm. Chơi Noel này là cả xóm là phải đồng lòng quý vị ơi, không đồng lòng mệt mỏi lắm. Đã ra tới đây thôi, ra tới cái đường Lưu Văn Viết là cái đường mới mở này là hết rồi.
con đường này là con đường mới mở về sau này, thời gian gần đây thôi quý vị. Nhưng mà cũng cảm thấy là rất là sầm uất luôn. Thì cái điều này cũng dễ hiểu thôi. Khi mà một con đường người ta mở ra thế này thì bà con người dân hai bên người ta đều phải tranh thủ mở ra bán cái này buôn cái kia. Chứ không thôi để không thì phí. Wow, xa xa kia thì quý vị có thể nhìn thấy đó là một cái tòa nhà cực kỳ lớn luôn. Oh, wow, hôm nay đi trên con đường này Phú nhìn thấy cái tòa nhà này. Tôi nghĩ đó có thể là một cái giống như là trung tâm tổ chức sự kiện. Giống như kiểu mình gọi là nhà hàng ấy quý vị. Nhà hàng khách sạn 5 sao đó kiểu vậy. Rất đẹp. Sâu phía bên trong của phường Thống Nhất. Rồi chúng ta ra tới đường Phạm Văn Thuận quý vị. Bây giờ thẳng theo hẻm Phạm Văn Thuận này. Phú sẽ đi ngược về hướng Tân Mai nha. Phú sẽ đi ngược về hướng Tân Mai để chúng ta đi qua các nhà thờ bên khu vực bên đó, xem thử là các nhà thờ bên phía bên này đã làm gì hay chưa. Quý vị xa nhà xa quê hương xem video cho đỡ nhớ ha. Ngay chỗ này là thuộc cầu Mương Sao quý vị. Cầu Mương Sao, đường Phạm Văn Thuận. Đường này còn gọi là quốc lộ 15 cũ. Sau này người ta chia ra làm đôi. Một nửa là từ ngã ba Vườn Mít ra tới ngã ba Tam Hiệp thì gọi là đường Phạm Văn Thuận. Một phần còn lại là từ ngã ba Tam Hiệp đi ra tới cổng 11 gọi là đường Bùi Văn Hòa. Nhưng mà bây giờ ở trên bản đồ Google Maps thì người ta vẫn để là quốc lộ 15 thôi ha. Xe cộ rất là nhiều, chạy loạn xạ cả. Đây, tới đây là chúng ta chờ cái đèn đỏ ra quý vị. Rồi Phú sẽ tiếp tục đi thẳng qua hướng Tân Mai. Đèn đỏ. Ngay chỗ này là ngã tư Lạc Cường. Bây giờ mọi người hay quen gọi là ngã tư Vincom ấy. Ở ngay chỗ trung tâm thương mại Vincom, người ta có trang trí một cái cây thông rất là lớn để mừng Giáng sinh. Ngay đây quý vị. Cây thông này ở đây thì buổi tối người ta mở đèn lên đẹp lắm. Cho bà con ở đây người ta đến mua sắm, người ta chụp hình cho nó đẹp. Rồi, chúng ta đến khu vực chỗ này thì đang thuộc hai phường là phường Thống Nhất và phường Tân Mai. Bên tay trái là phường Tân Mai, bên tay phải là Thống Nhất. Vào cái dịp Noel này cũng là cái dịp cuối năm, là một trong những cái tháng mà hot nhất của năm. Cái tháng mà quyết định sống còn của một năm. Nên là mọi người đang rất là tranh thủ cũng như là bận rộn làm việc. Hầu như ai cũng tất bật với công việc cả, rất là bận rộn luôn. Có những công việc mà cả một năm trời không có làm được cái gì cả quý vị, mà chỉ có trông chờ vào những cái dịp mà Noel hoặc là dịp Tết Tây, Tết Ta thôi. Cho nên là cái dịp này là cái dịp mà mọi người tranh thủ làm việc. Quay trở lại với lại chủ đề Noel. Thì nếu mà quý vị từng sinh sống ở Biên Hòa, quý vị cũng biết là khu vực Tân Mai, đặc biệt là giáo xứ Tân Mai, là một cái nơi mà hàng năm người ta trang trí những công trình mừng lễ Chúa Giáng sinh rất là lớn và đẹp, hoành tráng nữa. Và hầu như ở khắp mọi nơi Biên Hòa
thậm chí là ở những tỉnh khác nữa, người ta cũng tuôn về đây để người ta tham quan những chương trình mừng lễ Giáng sinh ở đây rất là đẹp. Thì mọi năm thì Phú vẫn đến đây quay quý vị xem, hôm nay Phú lại tiếp tục đến đây để cập nhật cho quý vị xem nữa nha. Đây là đường đi vào giáo xứ Tân Mai đây nè, cổng chào. Đấy, ta đi thẳng vào nhé. Đi thẳng vào đây là Ủy ban Nhân dân phường Tân Mai. Chúng ta sẽ đi hai con đường hai bên để đi xuống nhà thờ. Ngay chỗ này là cũng thấy là người ta đang chuẩn bị trang trí một cái công trình rồi này quý vị. Đấy, này chắc chắn là đang làm Noel rồi. Những con đường này là bữa nào mà đến ngày, nói thật quý vị là vào đây là sáng trưng, đẹp lắm, rực rỡ luôn. Bây giờ thì cũng thấy là người ta vẫn chưa răng đèn nhiều lắm. Khúc dưới gần gần nhà thờ thì đã có răng đèn rồi kìa, ở đây thì chưa có. Ngay khúc cái nhà thờ chạy xuống này, đấy, thẳng con đường này là người ta đã răng rất là nhiều bóng đèn rồi. Đây là cổng nhà thờ Tân Mai. Ở đây quý vị nhìn này, người ta đã dặn những cái bóng đèn này lên này. Phía bên trong nhà thờ thì cũng thấy là người ta đang sửa cái ngôi sao, đang sửa cái ngôi sao biểu tượng của nhà thờ, chứ cũng chưa có làm hang đá hay gì hết. Nhà thờ Tân Mai năm nay có vẻ làm hơi trễ. Nhiều khi những người mà thuộc ban hành giáo người ta cũng bận rộn như vậy, không có thời gian để mà làm sớm á, cho nên là làm hơi muộn. Đấy, quý vị nhìn này, bóng đèn ta răng hết đường rồi này. Này bên nhà mục vụ. Thẳng con đường này là đi xuống dưới nghĩa trang luôn. Đấy. Đây, Phú đi qua cái đường bên này trước đi cho quý vị xem này. Cái đường bên này là người ta có trang trí một ít ở đây rồi này quý vị. Đó. Cây bông này. Cái hẻm bên này là người ta đang làm, một số gia đình người ta đang làm hang đá. Thì hầu như các con hẻm ở bên trong giáo xứ Tân Mai Noel là hầu như nhà nào người ta cũng làm hết, rất là đẹp. Này xuống cuối đường rồi, chỗ này có nhà ta đang làm hàng đá đây này, có nhà người ta đang làm hàng đá đây, hàng răng đây. Đây là cái đường sát với lại cái con rạch thúi. Đây, đứng đây quay cho quý vị xem này. Đó, nơi đây sẽ có một cái hang đá rất là lớn nha quý vị. Đấy, nơi đây sẽ có một hang đá rất là lớn. Thì mỗi năm ở cái khu vực chỗ này cũng vẫn đi quay cho quý vị xem, và người ta cũng làm hang đá lớn lắm. Và năm nay người ta vẫn tiếp tục làm. Hang đá này gọi là hang đá xóm đó quý vị. Kiểu như là cả một xóm người ta đồng lòng người ta làm, rất là đẹp. Ngay bên này là con rạch thúi, tại vì cuối xóm rồi quý vị, cho nên phải chấp nhận thôi. Chúng ta không đòi hỏi gì hơn. Và đi thẳng con rạch thúi này xuống là cái đường, chúng ta cũng đi thẳng xuống nghĩa trang luôn. Đường này nó hơi nhỏ, hơi khó đi một chút, cho nên là chạy xe khéo khéo một tí. Trên cầu là người ta sẽ làm đây nè quý vị, người ta sẽ làm một cái công trình ở trên cầu đây quý vị ơi. Đấy, người ta bắt sàn này, chắc là sẽ làm hang đá ở trên ngay trên cầu. Điện đã răng lên trên này nè. Thì Phú nhớ không lầm thì cái hẻm này là thuộc khu xóm Vinh Sơn, giáo họ Vinh Sơn. Có năm người ta làm nguyên một cái hang đá rất là lớn và đẹp ở ngay trên cái cầu đó.
thấy này, người ta răng đèn khắp nơi rồi, lại hết con đường luôn, rất đẹp. Thì thực ra là còn nhiều cái con hẻm khác người ta cũng răng đèn, mà Phú lỡ đi hôm đây rồi. Bây giờ Phú sẽ quay ngược lại, đi ngược lên trên quay cho vị xem tiếp. Bên này là nghĩa trang vậy ha, nghĩa trang một giáo sư Tân Ma. Đi thẳng cái đường này thì chúng ta sẽ đi ngược lên trên nhà thờ. Giáo sư Tân Mai ấy, người ta luôn luôn như thế. Phú có một cái điều mà rất là khâm phục ở bên này, đó là người ta luôn luôn đồng lòng với nhau để người ta làm thành những con đường ánh sáng rất là đẹp. Có nhiều nơi nhà thờ làm rất là đẹp quý vị, nhưng mà những con xóm của người dân ấy, thì người ta lại không đồng lòng, cho nên là chán lắm quý vị ơi, làm nó xấu lắm. Phú nhìn vào những con hẻm thì thấy là hầu như con hẻm nào người ta cũng răng điện hết rồi. Cổng giáo sư Tân Mai này, người ta đã đều răng điện hết rồi. Cái này mà bữa nào mà khoảng cỡ từ 20 cho đến 23 Phú sẽ quay trở lại đây, quay quý vị xem. Chắc chắn lúc đó sẽ rất là đẹp quý vị. Rồi, thì Phú sẽ đi ngược ra ngoài và tiếp tục cái hành trình này để quay cho quý vị xem nhé. Thì cái video này Phú xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo. Mến chúc quý vị các bạn được nhiều sức khỏe, được mọi sự bình an quý vị nhé.